Kính thưa anh chị em, như chúng tôi đã thông báo từ tối hôm qua, văn bản gửi trên trang web của Hội đồng của Giáo phận Phú Cường, thì cái từ ngày hôm nay, các thánh lễ và những sinh hoạt tôn giáo, sinh hoạt mục vụ sẽ được tiếp tục thực hiện một cách bình thường. Và như vậy thì thánh lễ online hôm nay là thánh lễ cuối cùng. Từ ngày hôm nay chúng ta có thể các sứ đạo, các giáo hội, giáo điểm có thể dần thánh lễ bình thường như trước đây. Những sinh hoạt khác chúng ta cũng tích cực thực hiện. Tuy nhiên chúng ta cũng hiểu là trong cái tình trạng dịch bệnh của ở Việt Nam thì chúng ta có rất nhiều những điều tích cực, kể là ổn định. Thế nhưng nó cũng không phải là hết mọi những nguy hiểm đâu. Cũng còn ngay trong chính Việt Nam mình cũng có thể còn có những mầm bệnh mà chúng ta phải cẩn trọng với tất cả những phương thế vệ sinh như chúng ta đã được học biết. Rồi còn những nước khác có khi cũng còn có những nước đang rộ lên dịch bệnh này và cái đe dọa bệnh và chết cũng rất là nhiều. Nó cũng là một cái mối đe dọa chúng ta cũng phải cẩn trọng nữa. Nhưng cái điều quan trọng tôi xin tất cả anh chị em là với những kinh nghiệm, những bài học mà chúng ta học được qua cơn đại dịch này, mong sao chúng ta cố gắng lưu giữ để nó sẽ đem lại nhiều ích lợi cho đời sống của chúng ta. Tất cả những cái virus, những dịch bệnh về phương diện thiêng liêng trong đời sống đức tin của mình ta cũng được chữa tương đối là khỏi nhờ cái dịch bệnh này. Thì xin chúng ta đừng để nó bị tái nhiễm trở lại, nó sẽ không ổn. Kính chúc tất cả anh chị em luôn được bình an trong Chúa Phục Sinh và chúng ta tiếp tục một giai đoạn mới trong niềm vui mừng và trong với một cái kinh nghiệm tốt đẹp của lòng Chúa xót thương vẫn dành cho chúng ta. Xin cảm ơn tất cả anh chị em.